vị và các bạn, một phong trào lành mạnh và đang gắn kết tình thân giữa mọi người đang xuất hiện tại thành phố Đà Lạt, cũng không tốn quá nhiều chi phí nhưng lại đem đến sức khỏe cho chính bạn. Vâng, hoạt động mà chúng tôi đang muốn nói đến chính là phong trào luyện tập xe đạp đang phát triển mạnh mẽ và nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều người dưới sự dẫn dắt của câu lạc bộ Lâm Viên Đà Lạt. Những năm gần đây, không chỉ riêng tại thành phố Đà Lạt mà ở các huyện trong tỉnh, phong trào luyện tập bộ môn xe đạp đang có xu hướng phát triển khá mạnh. Vì là môn thể thao không kén đối tượng, bất kỳ người nào ở mọi lứa tuổi đều có thể tham gia như một cách tập thể dục mỗi ngày. Đặc biệt, những lợi ích sức khỏe mang lại từ bộ môn này là rất tốt, từ việc cải thiện chức năng tim, phổi, tăng cường thể chất, sự nhẫn nại đến tăng cường sức khỏe tinh thần. Cái bộ môn xe đạp này tôi đam mê từ cách đây là 15 năm. Và cái ngày mà cái nhóm Lâm Viên thành lập, cái đội thôi chứ chưa phải là câu lạc bộ nữa, thì lúc đó thành lập được 5 người. Và từ cái đó là chúng tôi cũng giao lưu, bởi vì nó có ích lợi với sức khỏe, vì lại thu hút rất nhiều vận động viên. Thì tôi cũng mong muốn cái xe đạp của tỉnh nhà, của tỉnh Lâm Đồng thì càng ngày càng phát triển. Vì vậy thì anh em xe đạp không phân biệt tuổi tác, để cùng nếu đam mê sở thích bộ môn xe đạp thì cứ gia nhập vào câu lạc bộ xe đạp Lâm Viên, chúng ta cùng xây dựng một nền xe đạp vững mạnh và càng ngày càng phát triển lên. Song song với phong trào luyện tập xe đạp, các thành viên có điều kiện giao lưu học hỏi, nâng cao kỹ năng và sự đoàn kết. Câu lạc bộ xe đạp Lâm Viên Đà Lạt đã ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu này của người chơi. Đây là câu lạc bộ xe đạp đầu tiên trên địa bàn thành phố Đà Lạt, quy tụ trên 50 hội viên có cùng sở thích, niềm đam mê bộ môn xe đạp với đầy đủ mọi thành phần, lứa tuổi tham gia sinh hoạt, luyện tập và thi đấu. Đặc biệt với những thành viên cao tuổi, đây thực sự là một nơi rất thích hợp để họ có những phút giây thư giãn và còn tăng cường sức khỏe để vui sống mỗi ngày. Những người lớn tuổi hoặc trung niên tuổi là cái quan trọng đó là về vấn đề tim mạch, nó điều hòa tim mạch cho cái môn thể thao của xe đạp hôm nay đó. Và chẳng hạn như đau lưng, đau khớp đều giải tỏa được, bởi vì có những người, những vận động viên đau lưng, nhức mỏi thì đi xe đạp họ nói rằng rất hiệu quả, điều đó tốt, rất tốt. Cái bộ môn xe đạp đem lại cái sức khỏe cho chúng tôi rất là tốt. Hiện nay là khắp các tỉnh thành của cả nước đều có các câu lạc bộ xe đạp và các hội nhóm xe đạp được thành lập. Đó cũng là một cái tiêu chí rèn luyện sức khỏe, nâng cao cái thể lực của người dân. Và trong cái quá trình đạp xe đạp đó thì chúng ta sẽ hướng tới là những thành viên trẻ, những em trẻ trong gia đình có thể hướng các em yêu thích cái bộ môn xe đạp để các em có những cái hướng đi là vận động viên chuyên nghiệp. Nhìn niềm vui của những thành viên câu lạc bộ, có thể thấy ngoài những lợi ích sức khỏe mà xe đạp mang lại, họ còn được tận hưởng những giây phút thoải mái với bạn bè. Thông qua việc thành lập và ra mắt câu lạc bộ xe đạp Lâm Viên Đà Lạt sẽ giúp cho những người yêu bộ môn xe đạp nói chung có dịp được gặp gỡ, giao lưu, thi đấu, rèn luyện sức khỏe, từ đó góp phần thúc đẩy các phong trào thể thao quần chúng tại địa phương.